Thủ tướng đề xuất năm kết nối chiến lược tại hội nghị BRICS mở rộng ở Nga. Ngày 24 tháng 10, theo giờ địa phương, phiên toàn thể hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng năm 2024 diễn ra tại thành phố Kazan, Nga, với chủ đề BRICS và Nam Bán Cầu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hội nghị có sự tham dự của hơn 40 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS và khách mời là đại diện của các nước đang phát triển. Phát biểu khai mạc trên cương vị nước chủ tịch BRICS 2024, Tổng thống Nga Putin khẳng định BRICS sẽ tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy hợp tác toàn cầu, trao cho tất cả quốc gia cơ hội bình đẳng, xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu cân bằng và công bằng hơn, nâng cao vai trò của các quốc gia đang phát triển nhằm xây dựng một thế giới tốt hơn. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước tham dự đã tập trung thảo luận các định hướng lớn để giải quyết một số vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, như xung đột, khủng bố, xóa đói nghèo, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Lãnh đạo các quốc gia nhấn mạnh BRICS phải là nơi để các quốc gia cùng phối hợp vì mục tiêu chung là phát triển thịnh vượng, góp phần tăng cường hợp tác ở Nam Bán Cầu, thúc đẩy nỗ lực chung của các nước đang phát triển trong ứng phó thách thức, cải thiện quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và toàn diện hơn. Đại diện nhiều quốc gia cho rằng trước hết cần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra nhận định sâu sắc về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh tầm nhìn và cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, chia sẻ chung trách nhiệm để giải quyết thách thức chung chưa từng có. Để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đề xuất năm kết nối chiến lược. Một là kết nối nguồn lực. Theo đó, BRICS cần đi đầu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực để thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh mẽ kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh thông tin. Hai là kết nối hạ tầng chiến lược, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Ba là kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo để tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển cho mọi quốc gia. Bốn là kết nối con người với con người thông qua hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa BRICS và các nước nhằm xây dựng một không gian văn hóa thống nhất trong đa dạng. Theo Thủ tướng, đây sẽ là nơi các giá trị khác biệt được tôn trọng, điểm tương đồng được nhân lên, nơi vẻ đẹp của tình hữu nghị và hợp tác được nuôi trồng, vun đắp, như đại văn hào Nga Dostoevsky nhấn mạnh cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Năm là kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu theo hướng liên kết, chia sẻ, cân bằng, bình đẳng, hiệu quả, bao trùm, toàn diện để phát triển nhanh, bền vững. BRICS cần đấu tranh mạnh mẽ hơn trong chống lại xu hướng bảo hộ và chính trị hóa các quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng nhấn mạnh. Chia sẻ bài học phát triển của Việt Nam về kết nối, hội nhập, cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ba quan điểm lớn. Một là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển. Không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, lãnh đạo chính phủ Việt Nam nhấn mạnh. Quan điểm lớn thứ hai là kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Quan điểm lớn thứ ba, theo Thủ tướng, là chính sách quốc phòng 4.0. Trích dẫn câu văn của đại thi hào Nga Maxim Gorky, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người vĩ đại và chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự. Thủ tướng tin tưởng BRICS sẽ đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh để cùng xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để hiện thực hóa ý tưởng cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả người dân. BRICS tìm kiếm sự cân bằng trong cán cân chính trị, kinh tế toàn cầu. Sự tham gia BRICS 2024 của khoảng 20.000 đại biểu đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia, cùng lãnh đạo của 6 tổ chức quốc tế cho thấy khối này đang trở thành một cơ chế đa phương có ảnh hưởng. Đây cũng là hội nghị đầu tiên của BRICS theo định dạng mở rộng gồm 9 nước: Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập,
Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 đặt ra rất nhiều tham vọng, từ đặt ra đường hướng phát triển của nhóm, lập trường về các vấn đề toàn cầu, lệnh trừng phạt đến giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực, bao gồm ở Ukraine và Trung Đông. Điều này thể hiện qua tuyên bố chung Kazan dài 43 trang với 134 điểm. Mục tiêu then chốt của BRICS là tạo ra một kỷ nguyên mới của nhóm, cân bằng trong cán cân quyền lực thế giới. Theo các nhà lãnh đạo BRICS, thế giới đang trở nên hỗn loạn làm suy yếu sự phát triển của các quốc gia. Đã đến lúc BRICS cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, khi thế giới bước vào một giai đoạn mới được định nghĩa bởi sự hỗn loạn và biến đổi, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn then chốt. Chúng ta có nên để thế giới rơi vào vực thẳm của sự hỗn loạn và mất trật tự, hay chúng ta nên cố gắng đưa thế giới trở lại con đường hòa bình và phát triển? Thời đại của chúng ta càng hỗn loạn, chúng ta càng phải kiên định ở tuyến đầu, thể hiện sự kiên trì để tiên phong, sự khôn ngoan để thích nghi, để cùng nhau viết nên một chương mới về sự phát triển chất lượng cao, nâng hiệu quả hợp tác BRICS lớn hơn. Các nước BRICS cho rằng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yếu tố then chốt của nhóm này. Tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo BRICS lần đầu tiên nhất trí nới lỏng thương mại giữa các nước, giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la thông qua cải cách thể chế Bretton Woods, là một hệ thống quan hệ tiền tệ dùng đồng đô la Mỹ và tăng cường sự đóng góp của các nước đang phát triển vào nền kinh tế thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng BRICS cần phải là nhóm đi đầu trong nỗ lực hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tìm lại tiếng nói của mình. Ông nói, gánh nặng nợ nần kinh niên vẫn tiếp tục gia tăng ở các nước phát triển. Việc thực hành các lệnh trừng phạt đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh không lành mạnh đang gia tăng. Và kết quả trực tiếp là sự phân mảnh của thương mại quốc tế và thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Biến động giá hàng hóa ở mức cao, BRICS cần kích hoạt hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, phát triển nguồn lực hiệu quả, thương mại và hậu cần, tài chính và bảo hiểm. Chúng tôi đề xuất tạo ra một nền tảng đầu tư BRICS mới, sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia đang phát triển, cũng như cung cấp nguồn tài chính cho các quốc gia ở Nam và Đông bán cầu. Các nhà lãnh đạo BRICS lên tiếng ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương cởi mở và công bằng, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, về việc cung cấp chế độ đặc biệt cho các nước đang phát triển. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực nhằm tăng cường hội nhập tài chính giữa các nước BRICS. Các thỏa thuận về cải cách WTO tạo thuận lợi thương mại trong nông nghiệp, chuỗi cung ứng linh hoạt, thương mại điện tử và các khu kinh tế đặc biệt giữa các nước BRICS sẽ tăng cường hợp tác kinh tế của tất cả các nước, trong đó đặc biệt phải kể đến BRICS. Sức mạnh của BRICS đang lớn dần khi ngày càng có nhiều quốc gia quan tâm và muốn xin gia nhập vào cơ chế hợp tác này. Theo một đánh giá của Bloomberg đưa cuối năm ngoái, tỷ trọng GDP của BRICS sẽ gấp đôi G7 vào năm 2040. Sự lớn mạnh của BRICS sẽ khiến cán cân quyền lực Đông, Tây thay đổi. Nhiều chuyên gia chính trị nhận định, để nói về việc cân bằng trật tự về mặt chính trị, hệ thống tài chính trong một thế giới đa cực thì tư cách thành viên BRICS có giá trị quan trọng, có nhiều cơ hội mang lại về mặt ảnh hưởng giữa các thành viên và thậm chí trên toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!